Chiều ngày 2 tháng 10, Văn phòng Trung ương Đảng ra thông báo cho biết, sáng cùng ngày, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Trước khi tiến hành hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng dành một phút tưởng niệm các nạn nhân không may thiệt mạng do thiên tai, hỏa hoạn vừa qua và đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ mới từ trần. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về chương trình hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ngay trong phiên khai mạc, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và đồng chí Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thống nhất để đồng chí Điểu Ca Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024 đến 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Tại cuộc họp báo của Bộ Công an chiều ngày 2 tháng 10, thông tin thêm về vụ án Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, C03 cho biết, mới đây, cơ quan điều tra đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Vạn Thịnh Phát và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, các tổ chức, đơn vị có liên quan. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến 2020, các nghi phạm có liên quan tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu. Từ các hành vi gian dối này, các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Chiều ngày 2 tháng 10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, C03, Bộ Công an, cho biết số tiền các nhà đầu tư bị chiếm đoạt, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi toàn bộ, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại. Đối với số tiền hơn 8.600 tỷ đồng này, lãnh đạo C03 cho rằng đây là vật chứng quan trọng trong vụ án. Qua đó, khi đưa ra xét xử, tòa án tuyên tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo tài sản thì các bị hại có thể nhận tiền sau đó. Theo kết luận, tháng 6 năm 2021, do vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai, tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng. Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, bị can Đỗ Anh Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty. Các bị can sử dụng pháp nhân ba công ty con ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng những hợp đồng khống như hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ huy động vốn. Từ đó, tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu và trái chủ cho Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân huy động gần 14.000 tỷ đồng trái quy định cho tập đoàn Tân Hoàng Minh. Chiều ngày 2 tháng 10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin thêm về quá trình điều tra vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, làm chết 56 người. Thiếu tướng Tùng cho biết, tất cả những người trong diện điều tra của vụ cháy, cơ quan điều tra đều mời lên làm việc. Hiện, cơ quan điều tra cũng đang đề xuất mời nhiều cán bộ đương chức lên làm việc. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ căn chung cư mini để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Cũng tại họp báo, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ khẳng định, không có chuyện xử lý rồi cho tồn tại các dạng chung cư mini. Tuy nhiên, đối với công trình chung cư mini ở Thanh Xuân phải tính tới công tác dân sinh, vì có nhiều gia đình, nhiều cá thể trong đó. Nếu đình chỉ hoạt động công trình sẽ liên quan tới an sinh. Do đó,
theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an, phải rà soát, kiểm tra và đưa ra các giải pháp an toàn về phòng cháy chữa cháy để giảm thiểu nguy cơ xuất hiện cháy. Khi có tình huống xảy ra thì giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản. Sáng ngày 2 tháng 10, Công an huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Hoàng Văn Tính, sinh năm 1986, ngụ xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9, tài xế Tính điều khiển xe khách giường nằm thành bưởi chở theo 32 hành khách, lưu thông trên quốc lộ 20, hướng từ Dầu Dây đi Đà Lạt. Khi đến khu vực km 48, khu vực ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tài xế Tính điều khiển xe ô tô chạy tốc độ 69 km/h, vượt bên trái một xe tải lưu thông cùng chiều và đâm vào phía sau bên trái của xe tải này. Sau đó, điều khiển xe khách lấn qua phần đường bên trái và đâm vào xe ô tô 16 chỗ do nam tài xế, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận, điều khiển chở theo 8 người, đang lưu thông hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến 5 người tử vong và 3 người bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tính khai nhận, thời điểm lái xe gây tai nạn, Tính đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển ô tô khách chạy quá tốc độ. Ngày 2 tháng 10, mưa lớn kết hợp với triều cường khiến nhiều tuyến đường, khu vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị ngập nặng. Theo đó, nhiều đoạn của các tuyến đường Phan Đình Phùng, Lý Bôn, Đinh Tiên Hoàng, khu quảng trường văn hóa trung tâm tỉnh Cà Mau và nhiều khu vực phường 4, 5, 9 bị ngập, khiến việc sinh hoạt, kinh doanh, mua bán của người dân bị xáo trộn. Theo Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, đỉnh triều cao nhất trong kỳ triều cường kéo dài từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10. Trưa cùng ngày, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường như Thích Quảng Đức, Cách Mạng Tháng 8, Hồ Văn Cống, Đại lộ Bình Dương, thuộc thành phố Thủ Dầu Một, quốc lộ 13, đoạn qua thành phố Thuận An ở tỉnh Bình Dương ngập sâu, nhiều phương tiện không thể di chuyển. Chiều ngày 2 tháng 10, tại buổi họp báo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thông tin thêm về vụ án công ty Nhật Nam. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, hiện nay, qua điều tra xác định từ năm 2020 đến 2022, công ty Nhật Nam đã thu 8.900 tỷ đồng của 20.000 cá nhân thông qua 45.000 hợp đồng kinh doanh. Trong vụ án này, qua xác minh, có một cá nhân đã ký nhiều hợp đồng. Lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết, hiện công ty Nhật Nam đã trả tiền gốc và lãi là hơn 4.000 tỷ đồng theo hình thức lấy của người sau trả cho người trước. Trong đó, xác định chi phí hoạt động là 520 tỷ đồng, chi phí hoa hồng cho các cá nhân huy động vốn là 2.000 tỷ đồng, chi cho cá nhân bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty Nhật Nam hơn 600 tỷ đồng, còn lại gần 1.000 tỷ đồng chưa biết đi đâu. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã phong tỏa 20 tài khoản, kê biên nhà, đất để đảm bảo cho các bị hại. Bước đầu, quá trình ghi lời khai của 111 bị hại, xác định số tiền chiếm đoạt là 138 tỷ đồng. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc công ty bất động sản Nhật Nam về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ chủ tài khoản Facebook Võ Quốc xúc phạm báo chí, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Đình Quốc với số tiền 7,5 triệu đồng. Theo Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng, Sở đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm việc với ông Võ Đình Quốc, chủ tài khoản Facebook Võ Quốc về nội dung xúc phạm báo chí trên mạng xã hội. Qua làm việc, ông Võ Đình Quốc đã nhận trách nhiệm đối với bài viết trên trang Facebook Võ Quốc có nội dung xúc phạm báo chí. Ông Võ Đình Quốc cũng cam kết sẽ công khai xin lỗi trên Facebook. Trước đó, ngày 21 tháng 9, tài khoản Facebook Võ Quốc, được cho là của đầu bếp Võ Quốc, đăng nội dung với những lời chửi bới thiếu văn hóa đối với nhà báo nói chung. Nội dung trên nhanh chóng bị cộng đồng mạng phản ứng mạnh,